gì đâu. Đúng nhầm. Cẩn thận xe máy. Đi gọn vào con ơi, đi gọn vào. Rất nhiều rau cải nha. Ta sẽ ăn mì thoải mái. Kìa, dừng lại, họ đang ở dừng lại. Ôi giời, hay quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đi nhầm đường rồi. Chúng ta không phải ở đây. Đây là đoàn khác rồi. Phải, mấy cái cây có nhiều tán lá này này. Lá nhỏ đấy. Mấy cái cây có đi. Nhiều lá nhỏ. Thôi đi thôi, đi thôi, đại đỡ đâu, cái này nó đi ấy không phải đỡ đâu. Lấy nước cho con uống đi. Trong ba lô. Chia sẻ với quý vị những ý nghĩa của những món ăn. Lấy ra thịt nướng nào, đi ra mẹ đi để lấy thịt nướng đi. Sẵn đâu? Đồng bào các dân tộc ở vùng cao. Cho ba cái đi ạ. À mấy xúc xích? Hai xúc xích. Hai xúc xích còn lại hai thịt nướng ạ. Và theo quan sát của chúng tôi thì đó không có gì khác ngoài những sản vật thường ngày, đó là gà, lợn, cá, rau, nhưng được chế biến rất cầu kỳ và tinh xảo, bởi vì ngày Tết là một ngày quan trọng của cả năm và mâm cơm nó thể hiện sự no đủ, sự hạnh phúc của mỗi gia đình, mỗi bản làng. Và trước tiên xin được trân trọng kính mời một bác đại diện cho dân tộc Mường sẽ giới thiệu về món ăn đặc trưng của người Mường trong ngày Tết. Xin được trân trọng kính mời. Chúng ta có thưởng thức ẩm thực dân tộc Mường và cam mía của dân tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình. Xin mời tạm đứng ra đây sẵn lên trên không gian văn hóa làng dân tộc Mường. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn sức khỏe. Vâng, thật tuyệt vời. Thưa bác, ở đây thì chúng ta thấy rằng đây là gì ạ? Ui giời, ngon chưa? Ai cái này ăn ngon lắm, cái này ăn ngon lắm. Cái này ngon lắm á.
chưa? Xin chào các bạn nhá, đây là ẩm thực vùng cao nhá, đây là món gọi là thịt cuốn lá chuối, thịt cuốn với cả rau rừng, băm với rau rừng, chấm mắc khén. Mấy bạn thử miếng, ngon lắm, ăn tuyệt vời. Nhìn mồm này, rất ngon luôn, mang nhiều thịt nhá. Còn đây là bạn bí ngô chả ăn được gì cả, ăn được mỗi xúc xích là nhịn luôn. Bạn sắn cũng vậy, đấy uống còn ngậm nhầm nữa. Đi đi, hai anh em đi chơi đây. Đi đi con ơi, đi thẳng nào.